mình không có biết tu, không có biết ngồi thiền, không có đạt được cái gì trong lúc còn xác phàm thì chết chỉ thành cái hồn ma thôi. Còn nếu mình đang sống, mình nãy mình đọc kinh, mình sẽ ngồi thiền, từ đây tới cuối cuộc đời mấy con còn nhỏ bảo đảm cũng sẽ được như sư đẳng vậy đó. Thì các con khi chết rất là tự tại, muốn đi về trời chơi với mấy chư thiên này chơi, muốn đi xuống dưới này độ chúng sanh thì độ, muốn đi thăm sư phụ thì thăm, thấy không? Còn người mà không tu tập thì qua bên thế giới bên kia, giống như cái tự do mình rất là ít, và cái đời sống mà bên kia không có vui, mà tại vì mình gặp người xấu không à, đen, nó là ma quỷ á, và đồng thời đói. Bởi đây mình có tiền mình mua rạng mình vô nhà hàng được, bên kia đâu có ha. Lực bên kia ví dụ con thấy thằng cơm tấm thiên hương như thế này, con thấy làm đóng đồ ăn, rồi con đi lát ghé đó đổ mỗi ngày cái container đồ ăn, đồ ăn ngon không á, mà mấy ông ma cũng không có được ăn. Tại vì luật âm dương á là nó có mấy vị thần ở bên canh giữ, đói thì cứ nhìn ngó thôi, trừ khi nào mình cúng mình mời họ, họ mới dám ăn, họ mới dám phạm. Cho nên mình sống cái tự do mình có 100, qua kia mình chỉ còn có 10 à. Con ma đó, từ đó con ma nó mới giận, cái hồn nó mới dễ sân, dễ giận, dễ tự ái. Mình sống mình có tiền với mình tánh tình mình thoáng á, mình không có dễ giận như là ma. Cho nên hứa với ma đó, nó hay lôi kéo mình, nó phá mình là do bên kia nó bực bội, thiếu ăn, thiếu tình thương, lạnh lẽo, nó đâu có nhà đâu. Toàn là giống như bữa cái building của mình có lần vô giảng dính 7 ma, mà 7 ma này là chắc ở ở trong gọi là nhà dưỡng lão, rồi khi chết cũng gặp lại. Thì họ ở cái chỗ của mình á, bữa mình ngồi ngoài sân chỗ building, thì hộ với bác mới cho họ đi, mới cho có cái bịch mì khô thôi, mà họ cũng mừng nữa, tại lâu ngày họ đói. Rồi họ tụ những cái nơi quan vắng không có người, họ ở trong đó,